thị trường bất động sản Mỹ 2024, dự báo và xu hướng chính. Năm 2024, dự kiến sẽ là một năm đầy biến động cho thị trường bất động sản Mỹ. Những dự báo và xu hướng chính cho năm này không chỉ ảnh hưởng đến người mua và người bán nhà, mà còn tác động sâu rộng đến các nhà đầu tư, ngân hàng và nền kinh tế nói chung. Một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên là lãi suất. Trong những năm gần đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, đã có nhiều động thái tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Năm 2024, xu hướng này có thể tiếp tục khiến việc vay mua nhà trở nên đắt đỏ hơn. Lãi suất tăng cao sẽ làm giảm sức mua của người tiêu dùng, có thể dẫn đến sự chững lại trong doanh số bán nhà. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo cơ hội cho những người mua nhà tiềm năng chờ đợi giá nhà giảm để tận dụng cơ hội. Bên cạnh đó, việc gia tăng sử dụng công nghệ trong bất động sản, từ việc tìm kiếm nhà qua các ứng dụng đến các giao dịch trực tuyến, sẽ tiếp tục phát triển. Công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh có thể làm cho quá trình mua bán nhà trở nên minh bạch và an toàn hơn, giảm thiểu rủi ro về pháp lý và gian lận. Một xu hướng đáng chú ý khác là sự chuyển dịch về khu vực sinh sống. Sau đại dịch COVID-19, nhiều người đã chuyển từ các thành phố lớn sang các khu vực ngoại ô hoặc các thành phố nhỏ hơn để tìm kiếm không gian sống rộng rãi và giá cả phải chăng hơn. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong năm 2024, đặc biệt khi làm việc từ xa trở nên phổ biến hơn. Điều này sẽ tạo ra sự tăng trưởng đáng kể ở các thị trường bất động sản vùng ven và giảm áp lực cho các thành phố lớn. Ngoài ra, yếu tố môi trường cũng đang trở thành một điểm nhấn quan trọng. Người mua nhà ngày càng quan tâm đến các yếu tố bền vững và tiết kiệm năng lượng. Các dự án nhà ở xanh, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm nước sẽ được ưa chuộng. Chính phủ Mỹ cũng đang thúc đẩy các chính sách hỗ trợ cho các dự án bất động sản xanh nhằm giảm thiểu tác động môi trường và khuyến khích sự phát triển bền vững. Cuối cùng, việc thiếu hụt nguồn cung nhà ở vẫn là một vấn đề lớn. Sự chênh lệch giữa cung và cầu sẽ tiếp tục đẩy giá nhà tăng cao, đặc biệt ở các khu vực có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chóng. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển bất động sản phải tìm ra giải pháp để tăng cường xây dựng và cung cấp các loại hình nhà ở đa dạng. Tóm lại, thị trường bất động sản Mỹ năm 2024 sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, từ lãi suất, công nghệ, thay đổi về nhu cầu khu vực sống, xu hướng xanh và các vấn đề về cung cầu. Những yếu tố này không chỉ định hình lại thị trường, mà còn mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới cho tất cả các bên tham gia.